Mến chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay sẽ chia sẻ các bạn nguyên tắc vàng để lựa chim con. Tại sao lại có nguyên tắc vàng? Trong nguyên tắc vàng này có 3 câu trả lời cho các bạn, 3 câu giải đáp thắc mắc cho các bạn tại sao lại có nguyên tắc vàng. Đó, ghê chưa? Các bạn xem xong áp dụng theo, thấy ok để cho mình một like, thấy hay thì chia sẻ lại cho bạn bè của các bạn. Đây là những cái kinh nghiệm mình đúc kết được trong những quá trình mình lựa chim con nha các bạn. Đó, thì mình lựa rồi, thấy ok rồi mà thấy thực tế luôn, các bạn xem xong là các bạn sẽ thấy thực tế nó khác nhau ở chỗ nào. Đó, tại sao lại cần nguyên tắc vàng. Đây mình có 3 con chim con này. Đó, nếu các bạn biết lựa chim là các bạn nhìn vào 3 con này mình sẽ thấy 3 điểm nó khác nhau rồi. Nhưng mà các bạn không biết lựa chim, các bạn nhìn nó giống nhau. Đó, các bạn, mình sẽ chia sẻ cụ thể cho các bạn xem. Ở đây mình có 3 con cưỡng này, có 2 con đất con. Về đất đấy các bạn, đây là con dế, thì cho nó ăn. Đây, đấy, dòng trời đất là ra là rất cái nhịp đua nhìn rất là đã các bạn. À, chỉ cần ra thôi, giở áo ra là nhịp đuôi. Và đây cũng một anh nữa. À, rồi mình đi vào chủ đề chính. Có 3 cái giải đáp thắc mắc cho các bạn. Câu trả lời thứ nhất là chim con đầu mùa và cuối mùa khác nhau ở chỗ nào. Và các bạn, rất nhiều bạn chưa biết, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tại sao nó khác nhau. Nhân chứng vật chứng ở đây các bạn, đây là con trời đất đầu mùa và đây là con giữa mùa, nó chưa cuối nha các bạn. Bây giờ chưa hết mùa chim, nó chưa cuối. À, các bạn nhìn thấy nó khác biệt chưa? Nếu mà cân ký thì con này cũng được, ví dụ như được 200 gram đi, 200 gram đi, thì con này nó được 160 gram. Có người là nó nhỏ hơn khoảng chừng đó các bạn. Đó, cái này thì không tới đâu, cái này mình không có cái cân nào cân cân ký được con này. Cái này chắc đưa ra cân vàng. À, các bạn, à, nó nhỏ hơn đó, các bạn nhìn thấy thực tế đó. Tại cái dòng chim, tất cả các cái dòng chim nó lớn lên theo một nhất định nào đó rồi nó ngưng lại, nó không có lớn nữa. Như đây là con đất đã trưởng thành và đây cũng vậy, nó không có to hơn nữa các bạn. Nó giống như cái sai á, à, sai người lớn và sai người nhỏ, giống như hột gà và hột vịt vậy đó. Hột gà nó có to thì nó cũng không có bằng hột vịt được, ví dụ như vậy. Tất nhiên là nó cũng có con to con nhỏ, nhưng mà nó cái sai nó đã cố định rồi. À, như con gà tre và con gà lông vậy đó, con gà tre nó to cỡ mấy nó cũng không có bằng con gà lông được. Đó, con chim này nó cũng vậy, đầu mùa là nó như vậy, giữa mùa nó như vậy, cuối mùa nó sẽ nhỏ hơn. Đó là câu trả lời thứ nhất. Các bạn hữu ích cho một like. Và câu trả lời thứ hai, tại sao chim đầu mùa nó mắc hơn chim cuối mùa rất là nhiều. À, các bạn, thì cái câu trả lời thứ hai này có rất là nhiều bạn thắc mắc. Con chim đầu mùa cái giá nó trên trời, giá nó rất là cao, mà con chim cuối mùa nó rẻ, nhưng mà người ta vẫn mua chim đầu mùa. Đó là lý do các bạn. Con chim này không phải như ngày xưa, cái thời còn nhiều chim á. Đó, các bạn, nếu mà hồi còn nhiều chim á thì người ta sẽ bắt tổ, bắt từng tổ một. Ví dụ ngày hôm nay bắt được tổ này có 4 con, ngày mai bắt được tổ khác. Nhưng bây giờ thì không, không phải như vậy. Chim này tất cả bây giờ người ta đi lụm trứng. À,
có một số loài để nuôi công nghiệp và cho cái lò nó ấp, không phải là mẹ nó ấp. Và các bạn, người ta sẽ đi tìm thấy cái tổ chim và lũm cái trứng về đưa vào lò ấp. Tại sao có chim đầu mùa và chim cuối mùa là như đủ một mẹ ấp à, người ta đi lụm được, ví dụ như được 100 cái đi, 100 quả trứng người ta sẽ cho ấp. Nhưng trong khi ấp 100 quả trứng đó, nó sẽ không nở hết 100 quả trứng mà nó chỉ nở, mình cứ cho là 50% này cho nó dễ hiểu, 50%. Thì 50 con nở trước là 50 con to hơn, mạnh hơn, già ngày hơn, khỏe hơn. Đó là lý do tại sao nó mắc các bạn, xác suất trống cao hơn. À, còn cuối mùa là những cái trứng mà không có nở được, như nó chưa đủ ngày nè, rồi là nó yếu. Đa số là những cái trứng nở sau là má nhiều, cũng có trống như các bạn nhưng mà má nó nhiều hơn. Đó là lý do tại sao chim cuối mùa nó rẻ các bạn, chứ cũng không phải là chim đầu mùa và cuối đầu mùa thì có trống mà cuối mùa không có đâu, có hết, hồi nào cũng có. Nó giống như con gà của mình, bạn nào nuôi gà thì biết, con gà mái mẹ nó ấp thường những cái trứng nở cuối rất là yếu, à, nó nhỏ con hơn. À, các bạn, à, nó đơn giản là vậy. Đó là con gà ấp nha, còn cái này là ấp máy. Ấp máy là người ta ấp bằng nhau hết, à, không có trứng nào trước trứng nào sau, bỏ vào một lần, nhiệt độ giống nhau, nhưng con nào nở trước còn nó mạnh hơn, trống cao hơn. Các bạn, đó là giải đáp thứ hai. Rồi còn giải đáp thứ ba, chim cuối mùa đó, có nuôi được không và có trống không, nuôi có sống không, cái này mới là cái quan trọng này các bạn. Hồi xưa các bạn, lúc mà mình mới chơi chim á, chim đầu mùa là mình biết nó mắc, ví dụ như nó 300.000 một con, thì cuối mùa nó còn có 150 à, còn có 120 con à, mình chơi cuối mùa mình bắt chơi khôn như vậy đó. Nhưng mà thực tế không phải khôn đâu các bạn, cái đó là sai lầm. Mình nghĩ là mình khôn đó, mình nghĩ là thôi ngu gì mua đầu mùa cho nó mắc tiền đó, tiền đó để ăn đi ha, nghèo mà không có tiền mà tính toán kỹ lắm đó, đầu mùa không có mua, 300 một con không có mua, chờ hồi nào nó còn 100, 120 mua được hai con, thứ nhất là được nhiều, thứ hai là rẻ. Nhưng mà sai lầm ở cái chỗ bạn biết không, cuối mùa nó yếu lắm. Thường chim cuối mùa nó lại hay dính vào trời mưa à, năm nào cũng vậy các bạn, hay vậy đó à, bây giờ là đang ngay mùa nè, bắt đầu cuối mùa là chừng tháng sau nữa là bước sang tháng 4 là cuối mùa chim con rồi à, bắt đầu tới mùa chim chuyền rồi là nó sẽ mưa, đổ mưa là con chim nó yếu. Đang bình thường vậy nè, nó đang khỏe mạnh vậy đó, sáng mai dậy ba bạn thấy nó lật ngang ở trong chuồng bình thường luôn, không cần sáng nữa, đang khỏe mạnh bình thường vậy, buổi sáng đang cho ăn vậy đó, chiều lật ngang bình thường luôn. Ở đây mình chia sẻ những cái gì mình đã gặp rồi, mình chia sẻ lại các bạn, à, các bạn áp dụng theo phải không, đúng như vậy thì nhớ cho mình một like à, ai thấy hay chia sẻ lại cho bạn bè của các bạn. Đây là mình đã gặp rồi, mình mới chia sẻ lại các bạn. Đầu mùa nó mắc hơn một chút đỉnh cũng được, nhưng mà mình mua đầu mùa, thứ nhất xác suất trống nó cao hơn, thứ hai là chim nó mạnh hơn, bự hơn. Đây các bạn nhìn thấy đây à, à, giờ các bạn nhìn thấy chênh lệch hả, ghê chưa, chút xíu đã đấu nhau rồi đó, bạn nhìn thấy chênh lệch rõ ràng. Đó là cái thực tế các bạn. Và ở đây cũng có hai cái con này, nó cách nhau có mấy ngày thôi, nhưng mà các bạn nhìn thấy hai cái đầu nó sẽ khác rồi. Con này à, nó cái bầy này là bầy trước, trước có mấy ngày thôi, bầy này là bầy sau có mấy ngày thôi à. Nhưng mà các bạn nhìn thấy này, chênh lệch nhau nè, một trời một vực luôn. Anh đầu bự bằng kia luôn à, còn anh này nhỏ xíu à các bạn à. Còn cái cách lựa chim con thì mình đã chia sẻ rồi,
lửa như thế nào là trống, như thế nào là mái, thì mình đã chia sẻ các bạn cái cách lửa cưỡng con rồi. Bạn nào chưa biết thì nhấn chuông theo dõi để xem những video tiếp theo, những video đã ra rồi là cái cách lửa con chim con trống mái. Và cái đầu trắng và cái đầu đen thì nó không quan trọng như các bạn, cái này do cái màu lông của nó. Cái đầu trắng thì mai mốt nó trắng nhiều hơn, có thể là bạn thích trắng nhiều hơn, bạn thích đen hơn, nó sẽ trắng nhiều hơn này. Còn cái đầu nó đen thì mai mốt cái lông nó sẽ đen nhiều hơn. Đó các bạn, ở đây các bạn nhìn thấy hai con này nó khác nhau này. Anh này thì cái đầu đen, anh này cái đầu trắng, nghe các bạn. Nó bám rất là đau nha các bạn. Đây cái đầu trắng đây, đầu đen đây. Thì mai mốt màu lông sẽ khác. Rồi video đến đây tạm dừng rồi, bạn nào có ý kiến gì, có bình luận gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào ạ.